xoáy hết đó. Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ ăn dầu. À, người dân tộc Co. Lạ kỳ, anh thích ăn dầu. Ê, lạ, đàn ông ăn. Anh tên gì? À, tên Tuấn. Chắc anh ăn dầu từ năm mấy tuổi? 77. Không, ý là mấy tuổi là bắt đầu ăn mới biết ăn dầu rồi. Ăn dầu không hả? Ăn từ hay là 20 năm. 20 năm? Ôi, kinh nhờ. À, hôm nay gặp đúng ngổ. Chả ai không ăn dầu cả. Anh này cũng ăn hết. Không ai không ăn. Không, cho con người ăn hết. Ăn hết cho. Do hồi con người cũng không ăn. Thế hả? Ra hết mà ôi sao nó không chuyển được.